Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Thưa các bạn và tất cả các em học sinh thân mến. Sau một thời gian dài dạy toán ở trường cấp 3 ở Việt Nam và cũng như ở Úc, nhận thấy rằng trong lớp học, đa số các học sinh tỷ lệ về môn toán khá càng ngày càng có dấu hiệu không được phát triển tốt đẹp lắm. Chính vì thế, Tri Lim mới chọn chủ đề hôm nay là phương pháp học giỏi toán ở trường phổ thông trung học, hầu để cho phụ huynh nắm được những cái cách cơ bản này mà động viên con em của chúng ta. Các em học sinh thân mến, vì mục đích muốn giúp cho các em thành công và có cái tiến triển học toán tốt đẹp ở trường phổ thông, chuyên đề hôm nay phương pháp học giỏi toán ở trường phổ thông trung học. Trong chuyên đề này, Tri Lim chỉ có trình bày với các em 3 phần chính. Phần thứ nhất là tích lũy kiến thức. Phần thứ hai tức là phương pháp thực hành. Và phần thứ ba là nâng cao kiến thức. Bây giờ chúng ta vô cái phần chính nhất là tích lũy kiến thức. Kiến thức cơ bản ở đây trong toán học là chúng ta nói gọn lại là các em nắm được những cái định lý công thức trong cái toán học một cách vững chắc. Đó là tích lũy kiến thức. Bây giờ trong tích lũy kiến thức thì chúng ta cần làm những điều gì sau đây? Các em chú ý thứ nhất là trong lớp các em phải nghe kỹ thầy cô giảng ý nghĩa chính xác từ các định lý, tiếng Anh gọi theorem hay là formula. Bước thứ hai là các em ghi chú những định lý không những vào tập học bình thường mà các em phải có một cái cuốn sổ tay toán học. Sổ tay toán học tức là các em ghi chú lại tất cả những cái hệ thống kiến thức có thể căn bản. Và khi các em ghi những định lý vào sổ tay toán học, và cái điều quan trọng nữa trong cuốn sổ tay toán học, các em nên luôn luôn cập nhật định lý và cái kiến thức cơ bản. Lý do là đôi khi nhiều em học sinh học lên lớp cao, có thể lớp 10, 11, xem thăm những cái kiến thức cơ bản ở lớp 8 hoặc lớp 9, nhiều lúc các em quên hẳn. Nhưng mà kiến thức, do đó nếu những em nào mà không có nhớ được những kiến thức căn bản ở phía dưới thì chúng ta hãy mạnh dạn tìm những cái sách vở từ lớp dưới, chúng ta ghi nốt lại những kiến thức cần thiết mà chúng ta bị bỏ quên, và bắt buộc là chúng ta phải cập nhật hóa để ghi vào cuốn sổ toán học này để chúng ta nhớ các em nhé. Vấn đề quan trọng là gì? Chúng ta phải chuyển tải những kiến thức toán học đó vào cái bộ nhớ của mình, tức là não, để nhớ lại, coi như là một cái software, tức là nhớ lại khi nào có chúng ta cần thì chúng ta lấy ra ứng dụng để giải toán một cách dễ dàng. Như vậy thì khi chuyển tải kiến thức vào bộ nhớ thì chúng ta phải làm sao đây? Thường thường á thì cái ý thứ nhất là các em học sinh bình thường là hay học học thuộc những cái câu, những định lý để nhớ vào trong đầu, và khi đụng những bài toán thì các em làm ra. Đây là cái nhận xét của Tri Lim là cái phần này các em nhớ không được lâu lắm, có nghĩa là các em có thuộc bài đấy nhưng mà có thể 2 hoặc 3 ngày, vài ngày sau đó thì cái cách học này rất dễ quên. Vấn đề thứ hai là khi các em nhìn cái định lý và các cái công thức thì chúng ta phải nên chú ý các ký hiệu đặc biệt để nhớ những công thức và định lý này dễ dàng hơn và nhớ lâu hơn. Là cái phương pháp thứ ba đây là phương pháp trừu tượng và suy luận. Các em thân mến, cái phương pháp này thì ít khi các em biết, ít khi học sinh biết. Nhưng mà phương pháp này mà các em ứng dụng được và các em thực hành trong cái suy luận của các em thì các em nhớ rất lâu.
kỳ đầu tiên phương pháp này đã gọi là trừu tượng, thì các em có nghĩa là dùng cái trí tưởng tượng và cái trí suy luận của mình á, ở trong cái não bộ á, và các em dùng trong trường hợp nào thì tốt hơn hết là trước giờ ngủ hàng ngày ban đêm của các em, từ trước ngày trước những giờ ngủ thì các em nằm im và nằm thẳng. Sau đó hôm nay ví dụ như trường thầy cô đã dạy những cái định lý công thức nào, thì các em bắt đầu mở cái bộ não của mình ra và từ từ hình dung lại toàn bộ các cái công thức và cái định lý mà thầy cô đã dạy hôm nay, hoặc là các em muốn nghiên cứu bất cứ định lý công thức nào, thì sau đó các em hình dung trong cái memory trong cái đầu của em một cái công thức đó ra như là một cái màn hình TV trong cái đầu của các em, và các em bắt đầu ghi rõ ra cái công thức đó trong cái đầu từng bước. Sau khi các em hình dung trong cái não bộ của mình cái công thức từ vế trái qua vế phải, và cứ lặp lại hòa những cái ý tưởng này trong cái đầu của các em, thì từ từ khi mà các em nằm bắt đầu ngủ dần dần thì cái kiến thức này nó sẽ repeat vô trong các đầu cái não bộ nhớ cái software memory của các em. Và hàng đêm, nói chung đêm nào trước khi ngủ thì chúng ta cũng nên ứng dụng những cái bí quyết này vào bất cứ công thức toán học nào. Rất là dễ dàng. Nói chung về phương pháp trừu tượng và suy luận thì các em nằm im và trước khi ngủ thì các em hình dung như cái não của em là một cái computer hiện ra tất cả những cái công thức trong ngày, và chúng ta ghi lại trong bộ nhớ hình ảnh hiện ra, và các em cứ ngẫm và tìm ra cái cách nhớ tổng hợp, thì các công thức này rất nhớ cho trong các em rất lâu. Qua đây nhân tiện nói chuyện với các em về vấn đề phương pháp trừu tượng và suy luận. Trong quá trình dạy ở Úc, nhiều học sinh hỏi thầy tại sao thì nhớ kỹ các công thức về này mà không cần lật ra bất cứ một cuốn sách nào. Thì thầy chỉ vẽ một cái vòng tròn lượng giác, thì cho những vị trí các cung, và thì vẽ ra những cái phép đối xứng và những hình tam giác vuông, thì suy ra các sin cos, góc phụ và góc bù một cách liên tục từ 7 đến 8 công thức cùng một lúc từ một cái hình vẽ thôi. Thì đó là một cái phương pháp nhớ về trừu tượng. Đây là một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt các em nhé. Bây giờ phần thứ hai là phương pháp thực hành. Sau khi đã nắm vững các định lý và công thức toán học thì các em cần làm những gì sai? Thứ nhất là khi các em bắt tay giải bất cứ một cái bài toán nào từ nhỏ đến lớn, thì điều đầu tiên là các em phải từng nhớ rằng là chúng ta phải đọc đề bài thật kỹ. Thứ nhất là đọc thật kỹ, tìm được cái ý chính đặc trưng trong cái bài toán đó. Đôi khi chúng ta phải nhiều bài toán chúng ta cần phải đặt được phương trình thì chúng ta mới giải được, thì chúng ta lưu ý là chọn những cái ẩn số x y vân vân để chúng ta tạo ra được một cái phương trình và từ đó chúng ta giải. Tức là ý thứ hai nữa là sau khi các em nắm bắt được các định lý rồi thì ý thứ hai kế tiếp là làm bài tập từ nhỏ, tức là những bài tập ứng dụng từ bài dễ ứng dụng của công thức ở trong sách. Tức là chúng ta từng bước chúng ta làm những bài toán ứng dụng những công thức nhỏ dễ dàng dễ hiểu, và đây là cái cơ hội để chúng ta học lại công thức để cho nó nhớ lâu. Đó là làm những bài tập nhỏ. Phần thứ ba, trong cái mỗi một chương thì có nhiều bài tập trong đó, thì đôi khi thầy giáo bảo là các em phải làm những bài số chẵn, nhưng mà về nhà không những các em làm tất cả bài số chẵn mà cũng lên làm tất cả những bài số lẻ. Nói chung là làm tất cả những bài trong cái chương đó, không bỏ sót một bài nào, để lại càng nâng cao kiến thức của mình. Đó là phần thứ ba. Đây là
tạo được cái đam mê trong hoạt toán, chúng ta không phải là làm một cách trả bài cho thầy cô, vì chúng ta đang học và đang tích lũy kiến thức để sử dụng cho tương lai, tức là cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Vấn đề thứ tư là sau khi các em đã làm được những toán căn bản rồi đó, thì các em làm những bài toán nâng cao hơn, những bài toán gọi là tổng hợp, tiếng Anh gọi là solving problem. Trong quá trình này, cơ hội chúng ta nhớ công thức tốt nhất. Thì khi một làm bài toán nâng cao á, thì cái kiến thức ở đây là kiến thức tổng hợp. Có thể đa học sinh lớp 11, nhưng mà có thể dùng kiến thức lớp 8, lớp 10, lớp 9, vân vân. Rất là linh động và automatic, chúng ta phải nhạy bén để tìm ra những cái công thức định lý nào ứng dụng và cái sự liên hệ như thế nào để giải được những bài toán nâng cao hơn. Thì cái điều này là cái điều bước thứ tư. Bước thứ năm là các em không nên nản chí khi gặp những bài toán khó, và luôn luôn tập suy nghĩ. Đừng vội xem bài giải toán có sẵn trong những cuốn sách giải bài tập. Bởi vì cái khâu thứ năm này á, là cái khâu đòi hỏi các em động não và các em khai phá những cái tiềm tàng trong cái ý trong toán học. Mà chúng ta tập được cái nền tảng này thì cái tạo nên các em một cái tinh thần khai phá rất là độc lập và suy luận trong tương lai. Và thứ vấn đề thứ sáu ở đây tức là luôn luôn làm toán thường xuyên hàng ngày và càng nhiều càng tốt. Thật ra thì khi vấn đề toán học này thì trung bình thường thấy các em chỉ đáp ứng những cái giờ nào ngày mai có toán thì tối nay, hoặc các em mặc làm ra qua những cái bài thầy giảng xong và gấp tập vô. Điều đó là không được giỏi toán nên nha các bạn. Mà các em đam mê là hàng ngày sau khi thu xếp giải quyết tất cả những cái môn học trong lớp bình thường, còn ngoài giờ ra thì các em nên mở cuốn sách toán ra để mà làm những cái bài toán. Đến khi nào thời giờ rảnh thì chúng ta sử dụng về toán học, thì tạo cho các em một cái đam mê và một cái ý thức, và cái con người toán học của các em sẽ phát triển nhiều. Đó là về phương pháp thực hành, thì thầy cũng đã trao đổi sơ những cái điều như vậy. Vấn đề thứ ba ở đây là nâng cao kiến thức. Nâng cao kiến thức là gì? Tức là các em sau khi đã nắm vắt được chương trình trong lớp và làm đầy đủ những bài trong lớp của thầy cô, là cơ bản các em đã hoàn thành chương trình ở lớp. Nhưng để học sinh mà được giỏi toán á, thì cái vấn đề thứ ba được đặt ra ở đây rất quan trọng, tức là nâng cao kiến thức. Bởi vì ở trong lớp thì thầy cô chỉ theo các cuốn sách giáo khoa của lớp để giảng dạy cho các em đúng cái chương trình. Nhưng các em nhớ rằng ở hiệu sách bây giờ có nhiều cái tác giả của viết toán học, do đó các em có thể mua thêm những sách toán ngoài sách giáo khoa của trường, hoặc các em mượn những cái sách toán của bạn bè ha, ở thư viện, để cùng một cái chương trình, cùng một cái chapter, nhưng mà các em có thể làm toán ở sách của thầy ở trường và những sách ở thư viện, hay là những sách ở mượn ở thầy bạn bè, để các em làm nhiều về chủ đề đó để các em mở rộng kiến thức. Bởi vì mỗi một tác giả sách thì người ta có một cái phương pháp mới, một cái cách làm mới, và chúng ta tích lũy được nhiều những kiến thức này của mỗi tác giả khác nhau, thì các em rất phong phú về kiến thức toán học, và các em rất là tự tin và rất là thích thú về toán học. Cái điều nữa là nếu mà các em đã vững vàng những chương trình đang học và các em đã sử dụng nhiều loại sách để nghiên cứu, thì cái bước kế tiếp là các em có thể tự tin và tự học học trước chương trình toán năm học sắp tới. Ví dụ như bây giờ các em đang học lớp 11 mà các em vẫn, thì các em có thể là
tìm một bộ sách giáo khoa toán học lớp 12, ngồi giờ học các em có thể đọc thêm và học trước ở nhà tự học để khám phá chương trình lớp 12 năm tới thì rất thích thú. Các em học trước chương trình, ví dụ như các em năm nay đang học lớp 11 mà các em đã vững toán lớp 11 và các em có thể đọc học tự học ở nhà toán lớp 12 thì cái lợi cái như thế nào đây các em? Tức là nếu mà các em học trước chương trình toán lớp 12 năm tới thì khi bắt đầu lên lớp 12 thì các em đã nắm vững được chương trình ở lớp 12 rồi và các em từ đó thì thời gian còn lại các em chỉ làm toán nâng cao và mở rộng thì vả lại trong lớp thầy cô giảng là các em sẽ tiếp thu ngay. Điều này rất có lợi nha các em. Và cái điều thứ ba trong cái nâng cao kiến thức này á, thì thầy cũng muốn chuyển tải giới thiệu các em một cái cách gọi là khám phá và tiên phong trong vấn đề tự học để thành công trong môn toán là các em phải khám phá ra cái thế giới bên ngoài, là các em chuyển tải trên mạng những cái chương trình toán bằng tiếng Anh và tương đương với chương trình mà các em đang học. Ví dụ như các em học lớp 11 thì các em lên chuyển tải cái chương trình toán bằng tiếng Anh lớp 11 và có thể các em in ra và các em nhìn lại thử xem chính mình tìm ra một cái khám phá là các em sẽ thấy rằng những cái định lý công thức ở lớp 11 ở trong lớp và cái định lý và công thức lớp 11 ở trong tiếng Anh thì giống nhau nhưng mà chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh thôi các em. Và qua đây thì các em cũng có cái cơ hội để đọc biết rằng những cái câu hỏi, những cái trong tiếng Anh viết về một cái đề tài như thế nào. Thì các em đó là cơ hội học ngôn ngữ toán bằng tiếng Anh. Điều này rất hay của các em nhé. Thế giới bây giờ rất mở rộng. Nếu chúng ta biết tìm cách khai thác những cái phương pháp tổng hợp để học và kể cả học tiếng Anh, ngôn ngữ toán và toán bằng tiếng Anh thì các em thấy rất là lý thú và tìm ra một cái chân lý trong toán học. Cái điều này thì đây là một cái gợi ý cho những em nào rất là tự tin. Và cái điều nữa ở đây là nâng cao kiến thức là trong lớp các em nên chọn những bạn giỏi toán trong lớp để thảo luận những đề tài bài toán khó. Thì điều này rất hay, thì làm chúng ta thích thú tranh luận với các bạn bè về những bài toán khó để tìm ra một cái phương pháp giải ngắn nhất. Đó là một cái niềm vui trong cái bạn bè mà cùng học và chung một cái khối lớp các bạn nhé. Cái vấn đề cuối cùng ở đây là kết luận, đó là conclusion. Sau khi các em đã xem video này và bắt tay thực hành năng ngay, không có thành công nào tự nó đến với ta mà chúng ta phải tự trả giá đắt và trả giá rất đắt bằng suy nghĩ và cách làm việc nghiêm túc và ý chí cao của chúng ta thì chúng ta tìm được chân lý của nó các bạn nhé. Con đường phía trước mở cửa sẽ đón chào chúng ta khi chúng ta đã chuẩn bị vững vàng hành trang vào cái kiến thức toán học. Dĩ nhiên lớp 12 thì tất cả những cái trường đại học có những ngành nghề tốt đẹp thì chỉ đón những em học sinh nào có một cái sự học giỏi và tất cả các môn, đặc biệt là môn toán và môn anh văn thì rất có lợi, phải không các bạn? Qua cái bài này thầy cũng rút ra một số cái kinh nghiệm để trao đổi với các em học sinh ở phổ thông. Các em nên cố gắng tự chính mình đi tìm ra và đầu tư cái công sức thời gian cho toán học thì các em sẽ tìm được cái chân lý của nó. Và xin báo với các em một điều là ở trong nước hay là bất cứ nước nào trên thế giới, nếu những em học sinh mà giỏi toán thì con đường thên thang sẽ đón nhận các em rất dễ dàng. Bởi vì toán học là cái chìa khóa mở ra những con đường như học lý, học hóa, v.v. Ngay cả học văn chương bây giờ cũng dùng cái phương pháp logic từ toán học
hay là phương đó thì hay nghĩa là trong cái lĩnh vực IT bây giờ cũng ứng dụng toán học rất nhiều để viết program. Vậy thầy khuyên các em rằng cái gốc toán học là structure logic, các em cố gắng để vượt qua. Dĩ nhiên trong bước đầu các em bắt đầu bằng cái sách tự tin và tự học rất khó, nhưng dần dần sẽ quen các em nhé. Qua những lời này, Trilim xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn, các bậc phụ huynh và cùng tất cả các em học sinh đã theo dõi chương trình này. Một lần nữa, Trilim xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn và các em thân mến. Các bạn nhớ nhấn đăng ký, subscribe và like cho Trilim nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề về giáo dục và toán học tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn.